phép nói lời cuối cùng thì cả được phép nói thực hiện thôi. Thưa đại phép sự, cũng tại nơi này cách đây 6 tháng thì bị cáo đã bị đã được tòa nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử những cái hành vi soạn thảo văn bản đưa ra cái tội danh là cố ý lợi dụng cơ quan nhà nước lớn trong liên quan đến thành phố Hà Nội này. Và chúng ta hôm nay cũng chính là địa bàn cũng chịu cơ những cái hành vi soạn thảo chính những văn bản này thì bị cáo một lần nữa bị đưa ra truy tố và xét xử tội danh là lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Bị cáo thấy rằng là với một cùng một hành vi mà bị cáo hai lần đưa ra xét xử hai kết quả khác nhau, thực ra bị cáo cảm thấy rất là đau xót và cảm thấy là mình đã phải trả giá quá nhiều. Cả một đời bị cáo và nhân dân này, bị cáo toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp đảng nhà nước của ngành công an và nhân dân. Và bị cáo không nghĩ rằng mới là bị cáo sẽ phải nghĩ vào ngành này. Bị cáo cũng biết là tòa án hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng như thế nào. Bị cáo chỉ xin cúi đầu trước xem xét cho bị cáo được cái chính sách khoan hồng của đảng nhà nước để cho bị cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo có cơ hội về cơ hội để thâm học đây và thực hiện những việc